Những câu chuyện giờ khóc giờ cười về việc Akali liên tục trở thành mục tiêu chiếu tướng của Riot đang rất được hưởng ứng trong thời gian gần đây. Không có nhiều thống kê chính xác được đưa ra về những đợt giảm sức mạnh của Akali, nhưng nhiều game thủ tin rằng cô nàng nhẫn giả này đang nắm giữ một kỷ lục khó đỡ, đâu đó với 14 đợt giảm sức mạnh liên tiếp. Tuy vậy, việc xuất hiện hàng loạt meme về cô nàng cua Akali này có vẻ như đang khiến cho cộng đồng game thủ có một cái nhìn sai lầm rằng Akali thực sự là vị tướng bất hạnh nhất Liên Minh. Trên thực tế thì ở thời điểm hiện tại, Akali vẫn là cái tên hot nhất trên đấu trường chuyên nghiệp, và điều đấy chứng tỏ rằng số phận của cô ta vẫn chưa đến nỗi nào. Còn để nói về những mảnh đời bất hạnh thực sự thì phải kể đến những vị tướng sau đây. Hôm nay, mời các bạn cùng xem game.com đến với top 4 vị tướng bị nerf thê thảm nhất trong lịch sử Liên Minh mà Akali còn phải gọi bằng cụ. Ezreal. Một trong những vị tướng đời đầu của Liên Minh Huyền Thoại cũng là một trong những vị tướng bị giảm sức mạnh từ gián tiếp đến trực tiếp nhiều nhất, Ezreal. Ezreal ra mắt ở những phiên bản beta đầu tiên của trò chơi và cũng nhận rất nhiều thay đổi từ đó. Ở những phiên bản đầu tiên, tinh hoa tuôn chảy còn có tác dụng giảm tốc độ đánh kẻ địch. Tuy bị nerf khoảng hơn 20 lần khác nhau, nhưng Ezreal là một vị tướng quá đa dụng trong việc lên trang bị, nên sau mỗi phiên bản nerf trực tiếp hay gián tiếp, Ezreal vẫn tìm được chỗ đứng cho mình ở từng vị trí. Từ đường dưới, đường giữa, rồi đến cả đi rừng, các cao thủ cho thấy họ có thể sử dụng Ezreal ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Không chỉ có những cú nerf trực tiếp vào sức mạnh, việc thay đổi ngọc bổ trợ, đạo trích trở thành đá vạn năng cũng là pha nerf gián tiếp ảnh hưởng lớn đến sức mạnh Ezreal, khiến anh vắng bóng ở hầu hết các trận đấu chuyên nghiệp trong thời gian gần đây. Irelia. Tương tự như Akali, Irelia phiên bản cũ từng là một thứ gì đó rất đáng tội nghiệp ở những mùa giải đầu tiên của Liên Minh. Nếu như bây giờ chúng ta có những meme như bọn xạ thủ đang quá mạnh, hãy nerf Akali đi, ám chỉ việc Riot đang hành hạ cô nàng này một cách vô tội vạ bằng cách liên tục giảm sức mạnh của năm đấm bóng đêm, thì trong quá khứ, Irelia cũng có một meme như thế và rơi vào tình cảnh tương tự. Một câu cửa miệng rất quen thuộc của những người chơi Liên Minh lâu năm khi nói về Irelia đó là Better nerf Irelia. Tốt hơn hết là nerf Irelia đi. Đã trở thành một meme rất lâu năm trong cộng đồng Liên Minh. Trải qua khoảng hơn 10 lần nerf lớn nhỏ trước khi trở lại với diện mạo mới ở phiên bản 8.7, Irelia thực sự trở thành một con quái vật ở thời điểm đấy với W, vũ điệu thách thức, khắc chế hoàn toàn những pháp sư dồn sát thương ở thời điểm đó. Ngay lập tức, Riot phải vào cuộc. Và giờ Irelia đã không còn chặn được sát thương phép nữa. Không chỉ vậy, tính năng gây 200% sát thương lên khiên cũng đã bị loại bỏ. Tốt hơn hết là nerf Irelia đi thôi.
Tuy nhiên, thực tế là những đợt nerf nhắm vào Irelia cũng không đến mức quá tàn nhẫn lắm đâu. Những meme về Irelia cũ chủ yếu là do việc giảm sức mạnh của cô nàng diễn ra một cách liên tục trong nhiều phiên bản kế tiếp nhau, tương tự như Akali hiện tại. Đến phiên bản 8.7, Irelia chính thức được làm lại tạo hình và bộ kỹ năng, trở thành vị tướng siêu hot tại các giải đấu trong suốt một năm rưỡi sau đấy, trước khi tiếp tục ăn nerf. Kassadin có thể nói là tiền thân của mẫu tướng phi truyền thống đầu tiên xuất hiện trong Liên Minh. Nghĩa là hắn ta được tạo ra để trở thành một dạng pháp sư cận chiến kiêm sát thủ, thay vì một mẫu pháp sư hay sát thủ riêng biệt và thuần túy. Chính lối chơi có phần đặc hữu này khiến Sugar Daddy của Hot Girl Kai'Sa trở thành một trong những vị tướng khó cân bằng nhất của Liên Minh. Trong suốt lịch sử tồn tại của mình, Kassadin đã nhận hơn 20 lần giảm sức mạnh đến từ Riot Games. Thế thảm hơn Irelia, cứ mỗi đợt giảm sức mạnh là Kassadin lại bị ảnh hưởng nặng nề về tỷ lệ thắng, khiến Riot lại phải lập cập bổ sung chỉ số cho hắn. Những lần giảm sức mạnh nghiêm trọng nhất của Kassadin có thể kể đến: loại bỏ hiệu ứng câm lặng từ chiêu Q, giảm phạm vi thi triển của chiêu cuối, hay tăng lượng mana hao tổn khi sử dụng chiêu cuối. Cùng với đó là rất nhiều lần giảm chỉ số phòng thủ cơ bản, khiến Kassadin bị ví như con xe to ở đường giữa trong suốt một thời gian dài. Nhắc đến số phận bi thảm của Kassadin, thì các fan của vị tướng này có lẽ cứ nên lôi Faker ra mỏ oán thán. Lý do vì sao thì ai cũng hiểu rồi. Đến tận thời điểm hiện tại, Kassadin vẫn chỉ được coi là một con bài tình huống ở đường giữa bởi hắn không phù hợp với một meta nơi các đấu sĩ hoành hành ở đường đơn. Khi mà những đồng nghiệp khác như Akali vẫn đang ngày ngày được hoành hành thì Kassadin rất cần một cú buff nhẹ để trở lại. Ryze. Trong số những vị tướng bị Riot bóp mồm bóp miệng đến đau lòng, Faker có vẻ như phải chịu trách nhiệm không ít. Kassadin là một ví dụ điển hình, nhưng trường hợp của Ryze mới gọi là câu chuyện truyền kỳ về thành nerf. Vị pháp sư đáng kính của thế giới Runeterra đang nắm giữ một kỷ lục vô tiền khoáng hậu với hơn 10 lần bị lôi lên bàn phẫu thuật. Tức là không phải chỉnh sửa chỉ số bình thường mà là chỉnh sửa cả cơ chế kỹ năng, trong đấy có 3 lần làm lại hoàn toàn, rework, bộ kỹ năng và hình ảnh. Không chỉ vậy, Ryze luôn là vị tướng được cho là quá khó với đồng đoàn và quá khỏe với những cao thủ nên hắn luôn nhận phải những cú nerf trời ơi đất hỡi. Lần gần nhất mà bộ kỹ năng của Ryze bị can thiệp, ông ta bị tước đi khả năng trói chân cứng của W, ngục cổ ngữ. Giờ đây, W chỉ có thể trói chân khi mục tiêu dính hiệu ứng từ chiêu E. Cùng với đó là vô số lần chỉnh sửa chỉ số khác, Ryze từ lâu đã được biết đến với danh hiệu vị tướng khó cân bằng nhất của Liên Minh. Và so với những đau khổ mà gã pháp sư này phải chịu đựng, những gì đang diễn ra với Akali rõ ràng chưa thấm vào đâu cả.
Ngoài 4 cái tên kể trên, vẫn còn rất nhiều vị tướng liên minh có số phận bất hạnh chẳng kém. Chúng có thể chưa so sánh được với Akali, Irelia về lượng sức mạnh bị giảm thiểu, nhưng chỉ với vài đợt điều chỉnh đến The Riot, đôi khi cũng đủ khiến những vị tướng này mất tích khỏi đấu trường chuyên nghiệp. Có thể long trọng kể đến một vài cái tên như Corki, Azi, Galio, Kha'Zix, Silas, Maokai. Thực sự mong rằng với kinh nghiệm 200 năm trong việc cân bằng tướng của mình, Riot Games sẽ có những bước đi sáng suốt để giúp các vị tướng có cơ hội quay trở lại và hòa nhập với cộng đồng hơn. Vậy theo bạn, đâu là vị tướng bị nerf thảm hại nhất trong lịch sử Liên Minh? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé! Yeah.